Chào người thì năm mới chúc mọi người có nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống trong năm 2019 nha. Hôm nay thì mình tiếp tục với ARK với một cái khẩu súng trên tay, mọi người thấy ghê không? Một khẩu súng 6 nòng cực VIP cho một ARK và một cái ba lô Bubsy. Thì nói chung là cái mod này nó chỉ đẹp thôi chứ nó không có gây đam được các bạn ơi. Nhìn đạn ra đẹp gì đó, nhưng mà thực chất là mình chỉ muốn review cho mọi người xem cho nó vui thôi, chứ là cái mod này nó không có đam tí nào hết á. Mình không biết tại sao nó không có đam, nhưng mà rất đẹp. Thì năm mới chúc mọi người, như là lúc đầu mình chúc ha, thì chúc mọi người bạn đã còn đi học thì năm 2019 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn, kiểu như là năm vừa rồi mình thi không tốt rồi kết quả không có đẹp rồi suy nghĩ nhiều, nhưng không lo, còn có kỳ 1 với còn kỳ 2. Nên chúc mọi người một năm 2019 tròn đầy niềm vui nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nói về em gì à? King Titan. Wow, cái viên đạn của mình các bạn thấy không? Nó bay rất là đầm luôn. Mà nhìn kìa. Nó bay rất là đẹp luôn thấy không? Đó, trúng con này luôn. Đó, đi nói chung là cái đạn này nó đi nó nói chung là đúng chuẩn chất của 6 nòng luôn, không giật. Vậy trời, nhảy là có nhạc luôn hả? Nhảy luôn hả? Vậy là ba lô này có khả năng bay được các bạn ơi. Ôi nó gầm kìa, chỉ cần tới gần thôi là gầm. Tiếc là cái súng này tuy nó rất là đẹp nhưng mà nó không có đam, rất là buồn. Mình tưởng lúc đầu có đam chứ, nhưng mà nãy mình test nãy giờ thì nó không có đam, chỉ được cái nó đẹp thôi. Kiểu như đam bằng không mất tiêu rồi. Không biết cái file config của nó có được không để mình sửa lại cái file config của nó, thì có thể là nó có đam được trong tương lai thì từ từ tính. Với lại một cây đồ long đao. Cây này thì mình không biết. Mang cầm cái đồ long đao có cho Trung Quốc hiện lắm mọi người thấy không? Tay chuẩn bài đồ long đao luôn á. Một cái đồ long đao rất là dữ luôn. Và cây này thì nói chung là nó có đam chứ không phải là như quả súng kia. Có cái chữ nhìn như cái kiểu vip 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 á, nó là giờ tiếng Anh thì nó hơi bị bá nhưng mà rất tiếc tiếng Việt. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi cưỡi con King Titan cho mọi người xem. Ê, nhóc, lên vai anh đi. Đấy. Mình khoái cái quả súng này thôi các bạn. Cái quả súng này nhìn đẹp ghê luôn á. Nhìn nè. Súng cứ dạng súng test ấy mà nhưng cây này bị lỗi rồi, không phải cây này, hình như là cái file config bị lỗi rồi, để mình coi sửa lại coi được không. Mình nghĩ còn có file config nữa thì nó bắn, nói chung là cây này chỉ cần bắn ra 100 đam thôi là cảm giác là kinh khủng lắm luôn á. Rồi các bạn coi nè, bắn bắn gần nè, giật là rung rung ghê không, mà cái độ đạn bay của nó là gần như là rất là đã nha. Nghe tiếng cũng êm đấy chứ. Nói chung là không có đam gì hết. Cái này là VXT 0992293 số liệu của nó. Rồi, bây giờ thì lên lên em này thôi. Move to low right. Đấy. Quay. What? Cái gì? Dã man các bạn ơi, con này tăng được di chuyển. Rồi, ta sẽ giải phong ấn cho mày. Ê. Quay đầu này được không? Quay đầu được không? Các bạn nghe tiếng đi của nó phê không? Nghe phê tai hả? Ủa, phút nó bị gì ta? Phút à, từ từ. Ơi, sao mày đứng ở đó luôn rồi? Ủa, đi có hai bước lên tới kia rồi. Ơi, khổng lồ quá. Từ từ, các bạn ơi, mình về nhà mình lấy cái bình chế mình phút cho nó đã, để cho nó ăn cái phút một cái nó hồi hồi full food lại, chứ bây giờ food nó chấp chấp đó khó chịu lắm. Mình tưởng bị mất đi chứ hết hồn. Quá đẹp luôn. Thằng cô em này ở nhà đi. Để mình vô mình chế cái food cho nó ăn nó đầy full food đó. Food. Ồ. Hình như chưa học. Ồ, chẳng lẽ mình ghi sai vậy trời. Cái gì? Cái này evil, cái này là interpolation.
Infernal Ocean. Đây là một cái bình của cái gì? Cái bình này sao ta? Cái bình này mình chưa hiểu lắm. Ồ, hình như cái bình kia không lấy được rồi. Để mình thử xem cái lọ thuốc này có dùng được cho mấy con này không. Không được, cái Inferno không dùng được. Ơi. Ơi, rush game rồi. Oh shit, không rush game các bạn ơi. Oh, do nó lớn nhanh quá. Cái lọ thuốc này có khả năng biến con này từ con lớn biến thành con baby luôn. Gắt vậy ta. Để cho mấy con bự uống sao trời. Mà tưởng rush game chứ hết cả hồn, ghê quá. Dùng mấy cái loại thuốc này cảm giác nguy hiểm. Đây rồi, cái loại thuốc này là tên là Green. Rồi, chúng ta trở về với khu bên kia đi. Giữa map. Rồi, đi ăn trộm cái DNA của con mập địch kia trước đã. À, cái boss. Cái đồ, lấy đồ của mình rồi. Nè. Rồi, lấy cái này vô đi. Đâu rồi. Trời, nó đi có hai bước chân rồi các bạn mà leo lên tới cái khu lớn ơi là lớn chỗ kia luôn. Lên chỗ này không được rồi, cao quá. Trời, các bạn coi kìa. Bự dã man luôn á. Rồi, ok, chúng ta có DNA của nó. À, bây giờ thì cho nó ăn miếng nè. Cho mày ăn cái bình này thì auto. Ok chưa? Yeah. Từ cho nó quay qua đó các bạn ơi. Con này nặng lắm. Không phải là muốn mình điều khiển nó dễ một cách dễ là dễ được. Nó rất là to luôn. Không biết nó chui vừa ra không nè. Ra ngoài mình review kill cho mọi người xem nha. Rồi. Hèn gì nó cho sinh ra chỗ này thôi. Cố lên coi, cố lên boy. Ok. Mình sẽ nghĩ một cách cuối cùng nha các bạn. Cái này mình phải đặt cái tele ra lại. Chỉ còn cách này thôi, không biết nó có dùng được không đây nè. Hèn gì nó cho tên Minh trong cái lỗi nó có nguyên nhân hết. Giam cầm sức mạnh của con này không cho con này ra ngoài. À, mình còn một cách đó chính là sử dụng sức mạnh của những cái element. Ồ, mấy cái viên kia đâu hết rồi ta? Mấy cái kia glob. Ơi, dọc đó hết rồi. À đây, đây đây thấy rồi. Đây. Những cái như cái này này. Trọng đúng không? À, chúng ta sẽ để đây và dùng thử cái này coi. Không biết cái con kinh có để ở đây được không. Chúng ta đặt tối đa là được. Ở trên cái chỗ này là 150 cái. Wow. Ghê nha các bạn. Để được luôn. Kinh thật. Trời ơi các bạn ơi nhìn cơ. Okay. Hai đứa đang gầm nhau kìa. Sao sao mày bước vô các bạn coi kìa, cái tướng trẻ trâu của nó kìa, kìa kiểu như sao giờ mày vô đi, vô đi, vô nè đó, kiểu gồng lên gầm hết sức luôn á. Ơi mình thử mình làm cái gì ta, cái lay cho nó thử coi. LAR, LAG đúng không, LARGE đúng không. Ai à, cái nó bự nè, xin lỗi cưng, cho cưng cái nhỏ quá. Trời ơi, ơi thật cha. Repair đâu rồi? Sorry, sorry. Phải cho cái này mới hợp. Chơi cái này dễ rush game quá. Đấy. Trời ơi, nó đẹp quá các bạn ơi. Ơi, mình muốn lấy DNA của con Alpha quá. Còn nữa coi. Trời, cái này giống như kiểu Headwind đó mọi người ha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Ừ? Con này là gì? Con này đúng cũng chất, tư chất của mấy thằng đại ca quá. Nên hình ra các bạn nhìn nó không?
những cái thế của nó là cái thế gần như là một đấm chết luôn á, quanh bên men. Còn cái tướng này là tướng trẻ trâu rồi, gầm lên cái mày muốn gì á, kiểu vậy đó. À được rồi, mình chọc nó mới nhiều đủ rồi, bây giờ mình sẽ đi qua chỗ nó, hy vọng là nó có thể vô được cái quả của mình. Bờ ly, em có thể vô được cái trái này không? Đó là nhờ vào sự may mắn. Ta ta nó cao quá, fly lên. Trời ơi, bự ghê thiệt, nó đứng bằng cái móng chân thôi mình, nó to. Rồi, các bạn hiểu rồi đó. Nó bự quá, không cho vô. Fly nữa coi. Ây da. Mình đứng ngay cái bụng nó cơ. Hơi giùm nó hút được. Duodio kìa. Không được rồi, các bạn ơi, không được rồi. Nhảy được không? Mình sợ bít cúp thôi, bít cúp các bạn biết gì không? Nó sẽ rớt. Chúng ta sẽ thử tất cả các cách để đưa con này ra bằng mọi thứ. Mình sẽ dỡ luôn cái này ra luôn. Ê! Ngu ta. Mình fly được mà đúng không? Từ từ. Cách cuối đã, dùng dùng thử hết mọi cách đã. Ê, chính hình như ra được nè. Đúng là cái nơi này giam cầm lại sức mạnh của con này chỉ được ở trong cái khu này thôi. Mình sẽ tăng cho nó một mớ speed nữa đi. Khổng lồ đi một bước bằng định mình đi trăm bước chân. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó cái cách này. Cách này thì khá đơn giản, có thể đi tất cả mọi nơi nó muốn. How you can defeat me? Làm có thứ gì có thể cản được nó, đánh bại được nó chứ. Rồi, ok, chúng ta trở lại. Ôi, vừa ra có hiệu ứng gì vậy? Ui mẹ ơi, nó đi nó dẫm. Con này mình nghĩ thêm đam các bạn ơi. Mà mình cái moment speed của nó. Ồ, lại thêm một thứ cản nữa. Khá là nhiều thứ muốn cản con này, không muốn cho con này ra bên thế giới bên ngoài. Nhưng rất tiếc có mình ở đây thì mọi thứ không thể nào cản được nó. Và con này là một con thực thể thật chứ không phải là con boss nha mọi người. Con boss nó còn khác nữa. Con này là con thực thể thật luôn. Nó cái nói chung là nó có một cái, đây là cái form thật của nó luôn, không phải như là cái con ở trong con boss ở trong cái map này. Đuôi cá sấu. Các bạn thấy không? Đúng đuôi cá sấu không? Nhìn từ trên xuống dưới các bạn, hôm qua mình nhìn review từ xa các bạn không thấy rõ. Chứ các bạn nhìn nè. Đấy. Cái này không phải đuôi cá sấu là gì nữa. Thì nói chung là giống đi cũng được. Thì thôi nó giống cho nó hay. Ê. Oh shit. Mày định dí đập anh hả cu? Xẹp luôn. Ui, nhìn kìa. Một cái nữa, đâm nó, đâm đâm. Một nhát rồi, tuyệt chiêu. Muôn thú. Ơi ơi, cái này là vô anime rồi. Mình nghe cái này quen quen nè. Mình nghĩ là cũng có một số bạn biết rồi đó. Giống cái gì ta? Nghe quen lắm. Ơi, kẹt rồi. Ơi, con này nó hung dữ hả? À, quay qua đây. Đây tiếp nào. Lại nè, lại nha, cái này nghe nghe kỹ nha. Ê, cái gì vậy? Rồi. Đi về trời luôn rồi. Tấn cái nhẹ bay gần nửa map má ơi. Tamina, không biết cái gì luôn. Cái này mà là nhảy của nó thì hơi bị căng á. Thì miếng đam thì sao? Ủa, có cái sóng xương.
Mất máu không vậy? Ôi tưởng chết chứ. Ôi có con cua. Ôi. Oh, dragon. Dragon nhỏ bé, đừng có mà đùa với anh. Đồ con muỗi. Đồ con muỗi. Đồ con muỗi. Bờ Rider Dragon hả? Mày hả rộng? Một con cua đang tàng hình các bạn ơi. Một con cua đang có khả năng tàng hình. Rồi. Rồi đấm cái mồm mày. Rồi sụm bờ tre luôn rồi. Nó sẽ ra một con mới nè. Một cái xác dẹp lép như con tép. Hình như là nó còn ra một con nữa. Lại nha. Chiêu đấm liên liên thanh của con Golden Titan này. Đánh xong đơ mặt luôn các bạn. Wow, trời. Nhìn cái góc này nó đẹp khỏi phải bàn luôn á. Kiểu dạng như một tay ôm hết cả thế giới luôn á. Đúng cái form hồi nãy chứ, đúng cái form hồi nãy trên cái bàn mà tạo tượng của nó cho mình cho mọi người xem á. Rồi, tan nát cuộc tình ở dưới đây hết rồi. Ơ, không chết nào hết vậy rồi, con này phải nên đem cái thằng, các bạn biết thằng gì không? Gì Megamet ra đây mới có cửa mà nói chuyện với thằng này được thôi. Mà nói chung Megamet ra thằng này đấm cũng chết rồi. Yeah, đã quá các bạn ơi, nhìn nó rất là to và rất là đã luôn. Tuy nó di chuyển rất là chậm nhưng mà chỉ cần vài bước chân là nó đi tới nhà rồi. Sao mà quýnh không thấy chúng vậy trời. Con này di chuyển như con The Forest Titan á. Đấm đi. Trời ơi, cái này mà hụt nữa tôi nghỉ luôn á. Các bạn nghĩ đi, một cái con to như cái map thế này về nhà gì chịu nổi. Mình để nó ở trong kia là đúng bài luôn á, đi về nhà che hết cả map luôn á. Chế con này nhỏ 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 di chuyển nhỏ đã. Bự quá trời bự. Lại luôn. Ngồi một bước chân bằng cái núi á. Con này mình nhớ lại một cái con mà mình từng chơi một cái mod rất là khổng lồ luôn. Con này zoom này là hết cỡ nè. Không thể nào zoom thêm được tẹo nào nữa. Công nhận đẹp, dã man luôn á. Và con này thì mình có khả năng điều khiển được nữa chứ. Không phải như là, ví dụ như là cái con mà mình triệu hồi ra chỗ boss đúng không? Thì mình không thể fortem nó được. Fortem nó trừ khi là qua mày biết cái map khác á, mình mới làm được. Còn ở trong map này đâu có làm được đâu. Fortem là vài giây nó chết liền à. Con này thì vĩnh viễn là của mình. Đây, những cái thành phố mà mình coi là khổng lồ giờ chỉ là như hạt bụi với thằng này thôi. Chỉ cần auto spawn thằng này ra một con thôi là nói chung là nó núp không có được. Để mình ra cái chỗ này cho mọi người xem nó đứng ở một cái góc bên ngoài thay vì là cái góc ở trong cái thành phố mà đã triệu hồi nó. Y như là mình đang khổng lồ với lại những tí hon á. Hết thế giới khủng long này, thế giới của Đại Long luôn. Nghe tiếng chân rung cả mặt đất luôn á. Rồi cái tai nghe mình nghe hả? Nó đi tiếng chân nghe đùng đùng. Nghe rung luôn cả cái tai luôn á. Rồi ok, đứng đây đi. Và nó đưa mình xuống rất là dễ dàng luôn nha. Không phải khó luôn á.
Y như một con cá sấu vàng á các bạn. Con này chắc là anh em gì với con cá sấu, sao nhìn nó cũng giống giống con cá sấu á. Mình cảm nhận theo theo riêng cảm nhận của mình á. Đây, mình để cái góc này cho một cái bạn nào mà có thích vẽ thì các bạn có thể lấy lại cái góc ảnh này và các bạn có thể vẽ được cái con này. Nói chung con này vẽ thì ít chi tiết, vẽ khá là dễ. Nói chung vẽ cũng khá là đơn giản con này ha. Nhìn cái rất là đẹp luôn. Đó. Wow, ôi. Một cái con đây là đại boss chứ không phải là boss nữa. Dã man con ngang nó đẹp thiệt chứ. Ủa mình không, mình cũng chưa quýnh con boss thiệt. Mình cũng chưa quýnh con boss thật nên mình không biết kích thước con boss thật bao nhiêu nữa. Chắc cũng cỡ con này các bạn ha. Tại vì kinh kinh Megamed mà hai con đặt ngang nhau mà. Một dặm. Trời ơi. Hả? Rồi chơi chiêu này xong là nó phải bị đứng lại trong vòng 2 giây để nó suy nghĩ mà không quýnh được các bạn. Tại vì nó quá là bự. Các bạn thấy nó di chuyển cực không? Ở đây mình sẽ giúp cái tụi này một nhát nè. Rồi đi luôn. Đi hết lũ luôn. Con chim, con chim, con chim, con chim, con chim. Xong đời luôn, dẹp ruột. Ê, mà sao không dính đam mấy chim. Ê, có một trời ơi, các bạn nhìn con red kìa. Khác chuyện kiến lửa đâu. Rồi, giỡn nó đi. Rồi, ôi, con này cháu vậy. Ôi, nó đánh về phía trước rồi. Nè, nè, dầm, 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 dầm. Ồ, nó quýnh về phía trước, khó chịu quá. Con này không phải dễ điều khiển các bạn ơi. Chưa chết luôn, red cả triệu máu lận. Ok, các bạn, con này là con red. Hình như chắc cả triệu máu luôn á. Red khổng lồ ông ơi. À lộn, con red máu khổng lồ. Rồi, bây giờ chết chắc rồi. Ngay tầm nhắm luôn rồi. Chết chưa? Chưa chết nữa hả? Một con Giga chứ không phải là con Giga chứ không phải là con Red các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta về coi kích thước của mấy cái con kia so sánh với con này thử coi. Hình như đứng tới cái mắt cá chân là cùng mà. Rồi, về nào cô. Đi về. Tiếc núi vậy, kẹt mẹ đó hả? Trời ơi, đi về, đi về, đi về, đi về. Let's go. Các bạn nhìn nó đi vậy thôi chứ mà thật sự nó đi rất là nhanh luôn á. Bước cái qua cái núi, bước cái qua cái núi. Trời ơi, giờ nhìn mấy con ai các bạn thấy đó, cái kích thước của nó tí ti à. Đúng thiệt, mấy con đó kết hợp mới đánh bại được con này. Không mà trong đây là con này nó chỉ được cái tướng to con thôi chứ mà đánh nó cũng khá là đơn giản. Nó chậm. Và nó hình như nó không chịu tác động của axit luôn các bạn ơi. Nè mình dẫm trên axit là thường những con khác là bị thương rồi nhưng riêng con này thì hồ. Rồi rồi đứng đây đi. Rồi. Về của những cái khu vực của những đứa khổng lồ. Quá trời đẹp luôn. Trời ơi, nó bự. Thực sự là nhìn đã thật luôn á, nhìn con này đã mắt ghê luôn á. Wow. Trời, lúc trước mình bắt con này mình nhìn đã thấy phê lắm rồi. Trời. Đấy, đây 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 đây. Con này thì mình bằng cái móng chân, còn con kia thì mình bằng chắc là bằng cái không biết bằng cái gì của nó nữa. Ôi, con này cũng bự ấy chứ.
Ủa sao nhìn con này bự quá ta. Để coi coi. Cái gì vậy? Ôi, hình như con kinh này hơi nhỏ này các bạn ơi. Hình như con kinh này nhỏ hơn rồi, đúng rồi. Theo mình hình như theo mình biết là con hình như là con kinh thật của nó bự hơn con này nhiều lắm. Phải không ta? Các bạn nào mà coi mấy clip khác rồi các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết với. Hình như con này hơi nhỏ đúng không? Khá là nhỏ đó. Nãy mình cứ nghĩ bự chứ. Này hơi nhỏ nè, tại vì anh thấy kích thước thịt của con này. Con này hình như đứng tới mắt cá chân chứ mấy ta. Mình nhớ nhớ là nôm na là như vậy, không biết chính xác không. Để ra xuống dưới coi thật sự coi. Bự dưới men. Đâu, quay đầu qua coi. Ủa sao mình xuống đứng đứng đây nó bự dữ trời. Cái đuôi dài như cả 100 mét luôn á. Nè nè, thấy chưa? Mình đứng ở trên đây mình nhìn xuống nhìn nó xíu à. Rồi, để mình xuống đây. Đó, quay qua hướng này đi. Nhìn ngoài cho nó dễ. Cái con King Titan là bự nhất rồi. Thằng bự con nhất rồi. Ủa, cái nước này nãy sao không? Sao nó hiện cái ta? Ờ, hình như cũng 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 đúng á. Hình như kích thước đúng các bạn ơi. Hình như kích thước đúng đúng không? Nên mình mới thấy cái con King Titan này nó bự, đứng đứng xa mới thấy được. Còn đứng gần thì mình thấy nào không gương nào. Đứng gần thì nhìn con bự như con nhỏ nhưng bự mình đi như hột cát á, lấy gì mà nhìn đây. Wow, phê thì con này mình ghiền luôn á. Trước giờ mình chơi cái game game ớt này mình nhiều thích rất là nhiều con luôn á, mà nhưng riêng cái con này nhìn phê thiệt. Cái màu này mình nhìn đã mắt đúng không? Không biết con này sơn được không, mình sơn nó có màu khác cho mọi người coi thử coi được không. Từ từ thử coi, biết đâu bất ngờ. Ê, được nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ để comment bên dưới. Được rồi. Các bạn có thể là comment bên dưới các bạn muốn màu gì. Ở video tiếp theo, mình sẽ sơn con này cho mọi người xem. Bây giờ mình sơn là nó mất hay. Tại vì mình muốn được cái comment mà được nhiều like và được lên top comment thì mình sẽ sơn màu đó. Ê, có Golden là mắc gì cũng sơn màu kim cương đúng không? Mình nghi cái này quá à. Ủa? Đấy, trời ơi. Sơn cái lên tay liền. Ngon, ngon. Test chữ game của anh chơi nào. Đâu mất tiêu rồi. Rồi, ok, các bạn có thể comment ngay bây giờ bên dưới thì các bạn muốn màu gì lên con này nào. Mình demo trước cái bộ móng chân ha. Ơ, chết cha. Chết, 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 chết. Nút nào ta? Control. Rồi, ok. Quên hoài, mình dùng Photoshop quen cái mình. Cái này, cái mình cứ lâu lâu mình cứ bị quên á. Ngon ta, cái bộ móng chân này hot nè. Nó hơi xấu tí vì zoom không có được. Không phải không được mà nó zoom hơi khó tí á. Hơi khó tí để bữa sau mình sơn lại cho kỹ. Thật là vãi đạn. King Titan BD. Ủa mà sao mấy con này sơn đâu được của ta? Nam. Ủa mấy con này sơn cũng được mà. Ủa sao bữa không cho sơn trời. Cái màu lông của nó không cho sơn nè các bạn thấy không. Chỉ sơn được mấy cái mà gọi như là cổ điển thôi. Cái sừng này sơn được rồi, còn cái mấy cái kia sơn không được. Đấy, mình bữa không biết mình sơn được cái con kia không. Đang cảm giác bối rối một tí. Thôi rồi, chắc clip tới đây là hơi bị phê. Hôm nay đi review cái con
Golden King Titan nhìn rất là đã luôn. Màu chất này ra vẫn đẹp chứ thường. Làm cái sừng của nó uầy. Nhìn đã quá thiệt chứ. Y như là cái hình xăm á. Rồi chào mọi người nha.